Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palms. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. You know I'm addicted to you. And it's twisted, you've been gifted with the evil voodoo. Got me coming back for more, even when I've been screwed. Dolls full of pins, pierce my heart straight through. Got issues in my head. I like you in my bed, but you keep me on red. Xin chào mọi người, mình là Crab Hunter. Hiện tại mình vẫn đang làm việc các bạn. Làm việc nhưng mà trong đầu có nghĩ đi đâu đâu ấy. Bụng thì đói. Đang nghĩ xem tí về ăn gì. Tí ăn lại thèm cua nấu sốt tiêu đen nữa. Nên là bây giờ mình sẽ quyết định về. Và sẽ đi bắt cua sau đó về nấu sốt tiêu đen nha các bạn. Được, đói quá rồi. Đồ đạc lúc nào trong cặp mình cũng có rồi nên là cứ thích là đi thôi. Vừa mới xuống thì mình thấy một con cua nữa các bạn. Con này vẫn còn bé quá nên là mình không có. Nước hôm nay rất là đẹp. Nước hiện tại là đang thủy chiều đang lên nha các bạn. Nước trong và nếu mà các bạn muốn đi bắt phải có một cái đèn sáng như mình, đèn sáng soi dễ hơn. Rồi Sam luôn, bạn đi chỗ nào bạn gặp Sam. Nhưng mà mình không thích ăn Sam, thêm một con cua nhỏ nha các bạn. Cua này mình vẫn không nhỏ quá. Chờ nó em nó to lên rồi mình sẽ bắt. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palm. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. But if I lay down and I play dead and I stay dead, baby you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed, thinking something out of my nightmares. Same the kind of fish. I don't think so can catch one. I don't think I catch one. Try it. Yeah. Wabi sốt. Chưa thấy con cua nào nên mình đi bắt cá nha các bạn. Nhìn thấy cá nhiều quá trời, bắt tí cho vui. Cá đây nhiều lắm. Cá bống với lại cá đối, mấy cá cháp con rất là nhiều. Bắt tí cho vui thôi. Wow, xém bắt được. Không có bắt được cua bắt cá các bạn ơi. Chết cha này. Wow, shit. Hey, you like want to take video. I whole idea. Wow. Never mind, I still not there. Đánh cá các bạn ơi. Nè. Sẽ tập trung đi tìm cua đấy các bạn. Bắt cá thì đủ rồi, bắt cho vui thôi. Sẽ tìm cua để tí về còn nấu ăn chứ đói quá trời. Mình thấy con cua các bạn này, nó đang chạy. Con tôm quá trời. Con cua các bạn.
mình dẫm ăn được nó rồi, bây giờ mình sẽ túm với nó. Rồi, ok. Một con cua nha. Rất là to luôn. Xém chạy mất. Nó nhìn thấy mình là nó chạy luôn các bạn. Mình phải lên chân mình dẫm xuống để mình bắt nó. Xoay cửa. Khoan. Swing à? Wow, so many mosquitoes. Be careful, be careful. Wow, see, so many mosquitoes. Cuối cùng ngừng một con. Bây giờ mình sẽ đi tìm kiếm tiếp nha các bạn. Bạn xem video của mình nhá thì dễ bắt thế thôi, nhưng mà để vào thực tế thì khó bắt lắm, chạy rất là nhanh mà không cẩn thận là các bạn bị nó quắp như chơi. Còn nữa các bạn này, con này rất là đẹp luôn. Con này ở bên trên nước, nước ở trên cạn đây rất là khó chạy. Rồi mình tốn với em nó rồi. Cái gạch, cái gạch nha, cái gạch thì càng nó bé hơn. Đấy, mình chỉ các bạn bắt bắt thứ bắt như này là dễ nhất. Hai tay, hai ngón tay cái của bạn thì cọp giữ lấy hai ngón tay cái thì giữ lấy hai cái càng của nó, các ngón tay sau để giữ chân đằng sau của nó thì nó sẽ không bị chạy. Như này nó sẽ không chạy nữa, ba đầu sáu tay nó cũng không chạy được luôn. Các bạn thấy video mình bắt dễ thôi, nhưng mà thực tế là không phải như thế đâu, chỉ là khó. Mình bị chạy chạy bắt nhiều rồi mình mới bắt được. Mình kiếm dây để mình cho em nó lại cho chắc cú các bạn. Mình sẽ cho lại để chạy được. Cho nên đây là địa bàn của anh à. Cái nữa cho chắc. Vòng thêm một vòng nữa nha. Vòng này nữa thì không phải chạy ra nữa. Không cho nào để, bây giờ mình sẽ treo lên nha. Chờ tí ông bạn mình tới, ông bạn mình sẽ lấy. Sớm hôm kia ông bắt được con cua bé.
ông bảo là ông ấy thả đi. Mình bảo ông ấy là đừng có thả đi, để cho may mắn. Thế là may mắn thật các bạn ạ, bắt được thêm 2 con nữa. Chứ mà thả đi, theo ông đấy thả đi là may mắn nó đi hết luôn, không có nào lại luôn. Còn sau khi mình về, mình có thích thả thì mình có thể thả được, không vấn đề gì. Nhưng mà lúc mà đang bắt á, không bắt thì thôi, để nó ở dưới đó thì thôi, chứ bắt lên cồi mà thả đi là nó sẽ bị mất may mắn đó các bạn. Các bạn nhớ nha. Nếu mà chưa bắt nó đã dưới nước mà nhìn thấy mình bảo tôi không bắt nữa, bé thì không sao, chứ bắt lên rồi xong rồi bảo thả đi đó thì thôi, may mắn nó sẽ chạy hết luôn. Cua nó các bạn. Con này béo mình không bắt nha. Nó trong cái hang này này. Một con nha các bạn. Đây con nữa này. Con này to hơn này. Này nhìn thấy không? Nó này. Hết cua giờ toàn con cua nhỏ thôi, nên là mình sẽ đi về và mình sẽ nấu cua sốt tiêu đen nha các bạn. Ok, cái gạch. By thirst, I'm inspired by worth. I desire your worst, so you can just hide while I work. I ain't tired, you first. I'll write a second, third verse about the lies you go disperse. You never did, I know it hurts. But something deep inside won't let me quit. I swear that.